Trong không khí phấn khởi của mùa lễ hội, sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Dương, huyện Hòa Vang cùng bà con nhân dân bị một làng sôi nổi tổ chức lễ hội kết đình làng năm 2023. Lễ hội năm nay được tổ chức trong 2 ngày 19 và ngày 20 tháng 3 năm Quý Mão, với đầy đủ các nghi thức truyền thống tôn nghiêm mang đậm tính thuần Việt như làng rước sắc phong, tế xuân, tế tỳ hiền. Bên cạnh phần lễ, phần hội cũng không kém phần hấp dẫn, vui nhộn với các trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt, đập niêu, thổi cơm, nhảy bao bố. Qua đó góp phần tạo nên không khí vui tươi phấn khởi cho người dân, tạo điều kiện cho những người con xa quê có cơ hội gặp nhau, gắn bó lại tình làng nghĩa xóm. Làng chúng tôi là luôn luôn năm nào cũng tổ chức cái lễ như thế này, nhưng mà đặc biệt là 4 năm tới một lần thì cái vinh dự cũng như là đông đủ như thế này là làng cũng như là tất cả nhân dân quốc tình rất chân thành cảm ơn. Tôi tin tưởng rằng tất cả các tình làng của xã Hòa Nhân đủ điều kiện để có thể là công nhận những cái di tích cấp thành phố hoặc là cấp một cái cấp địa phương nào để ghi dấu tất cả những cái dấu ấn của con người Việt Nam khi mở đất và đã khai phá, đã truyền lại cho con cháu đến ngày hôm nay. Việc tổ chức lễ hội kết đình làng sau nhiều năm bị gián đoạn sẽ giúp cho người dân quê hương Hòa Dương thêm gắn bó, đoàn kết một lòng, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2023.